Chào các bác, tiếp tục sẽ là một clip em quay so sánh để các bác cùng tham khảo và xem để biết được trên thị trường thì top các sản phẩm TV 43 inch có những cái mã hàng như thế nào, tính năng, thiết kế cũng như giá thành đang bán ra sao. Clip ngày hôm nay thì em sẽ so sánh với các bác top 3 TV 43 inch độ phân giải 4K của LG, của Samsung, của Sony để mọi người cùng tham khảo xem chất lượng giá thành nó như thế nào các bác nhé. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe đăng ký kênh để theo dõi các clip em quay review so sánh cập nhật giá thành của các dòng TV đang bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay thì sẽ có 3 cái mẫu TV 43 inch độ phân giải 4K tiêu biểu mà em giới thiệu với các bác để các bác tham khảo. Đó là dòng 43UL7400 của LG, 43TU8500 của Samsung và 43X8500H của Sony. Ba cái thằng này thì giá thành nó trong phạm vi khoảng từ 10 cho đến 12 triệu để mọi người tham khảo. Xếp số 1 mà em muốn giới thiệu với các bác chắc chắn là sẽ là cái mã hàng có giá thành rẻ nhất. Sau đó thì em sẽ đi dần lên với những cái mẫu của Samsung, của Sony giá cao hơn. Đầu tiên để các bác có thể lựa chọn được cho mình một chiếc TV 43 inch tốt, có chất lượng cũng như là cái độ sắc nét của hình ảnh hoàn hảo thì các bác nên tham khảo dòng 43UL7400 của hãng LG trong năm 2020. Con này thì đang có giá bán tại Ecomart đang bán là 9.690.000. Các bác được tặng kèm thêm một cái lồi sừng hấp, không lấy thì trừ thêm 300, tức là giá cuối về còn khoảng 9.390.000. 39390, khoảng 9.400.000 cho một chiếc TV có kích cỡ màn hình 43 inch, độ phân giải 4K. Đúng là đi mua TV ấy, thì thường có cái câu hỏi chung chung đặt ra là mua TV của hãng nào tốt, của hãng nào bền, của hãng nào sắc nét. Thì các bác lựa chọn với những dòng TV có cái độ hiển thị chất lượng hình ảnh đến 4K là đã rất là đẹp rồi. Các bác xem YouTube thì chủ yếu là nội dung Full HD thôi. Nên là với những chiếc TV 4K như vậy thì trải nghiệm với video phim ở trên YouTube ấy, thì chắc chắn là sẽ cho cái chất lượng hình ảnh hiển thị tuyệt nhất rồi. 43UL74 với giá 9.400.000 thì có một số các đặc điểm về tính năng thiết kế bên ngoài như sau. Con này thì chưa có sở hữu thiết kế tràn viền, nó vẫn có viền nhựa màu đen bao quanh khá là dày. Đó, xu hướng của TV thì càng ngày TV có cái thiết kế tràn viền cho cái khung hình nó rộng cũng như thẩm mỹ cao hơn. 43UL74 thì có Magic Remote. Magic Remote là điều khiển thông minh của LG đã tích hợp trên các dòng smart của mình rất là nhiều năm rồi. Cái khác biệt hoàn toàn của điều khiển thông minh của thằng LG đó là khả năng lắc trỏ xoay. Con trỏ sử dụng ở trên màn hình TV giống như con trỏ các bác sử dụng trên màn hình laptop hoặc máy vi tính vậy. Nó rất là mượt mà và nhanh. Tốc độ lựa chọn ứng dụng, lựa chọn tính năng, các bác bấm chọn thì vô cùng mượt mà, vượt hơn so với các cái dòng điều khiển đang có ở trên thị trường. 43UL74 có độ phân giải 4K. Con này thì có công nghệ xử lý quad-core processor và các công nghệ cho chất lượng hình ảnh giống như trong của dạp như Cinema Expensive, hoặc các bác xem trực tiếp các cái đoạn video, tức là đoạn video mà em đang quay đây là một cái đoạn video có cái độ sắc nét, độ tương phản rất là tốt. Hình ảnh thể hiện trên 43UL74 thì em cũng không có chê ở đâu cả. Các bác xem truyền hình hoặc là xem phim thì nó cho cái độ chân thực rất là rõ ràng. Màu sắc của LG thì nó trầm màu hơn so với cả của Samsung mà em sẽ quay ở vị trí số 2 đây. Con này thì có chân đế bán nguyệt bóng cung. Đây các bác nhìn chân đế của nó này. Đấy. Trên 43UL74 thì cũng đã có cả Bluetooth rồi. Các bác có thể là cái lối âm thanh của TV với dàn hoặc loa tai nghe, dàn sau 3 đấy ạ. Âm thanh nó sẽ được kết nối mà không cần phải cắm dây. Hệ thống các cổng kết nối ở trên 43UL74 thì có đầy đủ các cổng. Cổng mạng Ethernet có dây, cổng HDMI, cổng USB, cổng optical, cả cổng anten để các bác cắm truyền hình cáp hoặc cắm anten bắt các cái truyền hình kết số nữa. Đấy, mã hàng thứ nhất mà em muốn giới thiệu với các bác là 43UL74 với giá 9.400.000 các bác nhé. Con này thì bảo hành 25 tại nhà, xuất xứ Indonesia và có chính sách tại Ecomart đang bán là lỗi 1-1 trong vòng 30 ngày đầu. Tiếp theo em sẽ quay con 43TU8500 để các bác cùng xem hơn kém so với cả con UL7400 này ở cái đặc điểm nào các bác nhé. Mã hàng tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác
đó là mã 43 inch, độ phân giải 4K của Samsung, một trong những mẫu TV 43 inch bán nhiều nhất trong năm 2020 trên thị trường, 43TU8500. Con này thì đang có giá sau khi trừ hết quà còn khoảng 9.890.000, tức là nó đắt hơn so với cả 43UL7400 đến khoảng tầm 9.400.000 và 9.890.000 khoảng tầm 500.000, 490.000 đấy. Thì 43TU8500 sẽ có những cái đặc điểm cũng như thông số kỹ thuật khác biệt như thế nào so với cả 43UL7400 ở vị trí số 1. TU8500 có thiết kế tràn viền 3 cạnh. Đấy, các bác nhìn nó sẽ tinh tế và thẩm mỹ hơn so với cả cái viền dày trên con ở vị trí số 1, con UL74 của LG mà em vừa quay đấy ạ. Tràn viền 3 cạnh luôn. Đấy, các bác nhìn này, viền màn hình rất là mỏng, nó cho cái cảm giác không có giới hạn của khung hình. Các bác xem thì cùng một cái kích cỡ màn hình 43 inch với những chiếc TV mà có cái thiết kế như vậy thì nó xem cái khung hình nó sẽ rộng hơn so với cả những dòng có G, thẩm mỹ cũng cao hơn. Em rất là thích những dòng TV có thiết kế tràn viền như vậy. 9.890.000 cho một chiếc TV 43 inch. Con này là dòng Smart TV có độ phân giải 4K. Chân đế của nó là chân đế nhựa chống chữ V chính giữa này, rất là vững chãi và đẹp. Đây, em thích là đơn thuần nó cái vuông thành vát cạnh như vậy thì cho cái điểm nhấn ở chân đế đối với các bác mà đẻ kệ rất là nhiều. Chân đế của Samsung thì từ màn hình máy tính cho đến màn hình TV thì được khá là chú trọng về khâu thiết kế cũng như màu sắc. Đấy, điểm cộng là rất là lớn ở cái chân đế này. Chân đế bán nguyệt của LG thì nó thô hơn và trông nó đơn thuần, cũng không có cải cách nhiều so với cả chân đế của các năm về trước. LG của năm 2019 và LG của năm 2020 thì chân đế không thay đổi, vẫn giữ nguyên một kiểu chân đế là bán nguyệt bằng nhựa màu đen và to thô hơn. 43TU8500 thì cũng có sử dụng điều khiển quang G-Mode. Trên TV Samsung năm 2020 có rất là nhiều những thay đổi đáng kể, có cả chơi ảo của Google, tương tự như trên các dòng TV chạy Android như của Sony hoặc TCL. Các bác tương tác với cả TV, ra lệnh tắt bật, khởi động ứng dụng tăng giảm âm lượng, rồi kể chuyện, rồi làm phép tính toán đơn giản thì trên TV Samsung đã làm được rồi. Điều khiển của TV Samsung là điều khiển One G-Mode. So sánh với cả thằng Magic G-Mode của LG thì nó nhỏ hơn, gọn hơn, ít phím hơn. Tuy nhiên thì không có cái tính năng lắc chảo xoay, con chảo đỏ di chuyển khắp màn hình như trên màn hình máy tính mà TV LG ở cái con UL7400 mà em vừa giới thiệu. Khác biệt là chính là cái con chảo đó. Điểm đặc điểm thứ hai thì đó là xuất xứ mà nhiều bác vẫn lăn tăn, là thằng TU8500 là xuất xứ tại Việt Nam, còn LG là xuất xứ tại Indo. Tuy nhiên thì xuất xứ ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái dây chuyền cũng như là vị trí sản xuất. Nhà máy Samsung tại Việt Nam thì có xuất khẩu TV, sản xuất TV, lắp ráp TV và xuất đi bán trên toàn thế giới. Đấy, tức là cái dây chuyền sản xuất và nhà máy sản xuất màn hình của TV Samsung ấy ạ, tại Việt Nam thì cái hiệu năng cũng hiệu suất làm việc cũng rất là lớn. Các bác, nhiều bác chê, các bác bảo là không thích xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên theo em thì TV Samsung rất là dễ dùng. Từ cái hệ điều hành như các bác đang nhìn là hệ điều hành Tizen OS, hệ thống các ứng dụng tích hợp, nó cũng giống như web OS ở trên thằng LG ở số 1 ấy ạ. Các bác chỉ cần di chuyển trái phải lên xuống, lựa chọn OK là đã có thể khởi động được ứng dụng rồi. Đấy, không khó dùng như các cái dòng TV của Android. Đối với gia đình mà có người già và người không am hiểu công nghệ thì các bác nên lựa chọn TV của LG hoặc TV của Samsung, dùng rất là dễ dàng bởi vì các ứng dụng được bố trí và thiết kế cái công năng tính năng rất là dễ dàng tìm và có thể lựa chọn và tinh chỉnh. 43TU8500 thì cũng đã có Bluetooth, rồi có cả cái công nghệ mà trên LG không có, đó là cái công nghệ chế độ hiển thị đa màn hình. Các bác có thể là chỉnh chiếu phản chiếu từ điện thoại iPhone lên TV LG được. Tuy nhiên thì các bác không thể xem song song hai màn hình như trên thằng TU8500 này. Cái tính năng multiview mà em đã giới thiệu ở trên TV của Samsung trong năm 2020 thì dùng rất là thích. Ngoài ra thì các cái tính năng biến TV thành màn hình trang trí như Urban Mode thì của Samsung nó cũng đa dạng và đặc sắc hơn rất là nhiều so với của LG. Đắt hơn 490 nhưng rất là nhiều cái hơn. Cái vấn đề tiếp theo đó là khả năng kết nối với cả các thiết bị ở ngoại vi như laptop hoặc PC. Đấy, thì trên TV Samsung thì các bác sử dụng tính năng kết nối không dây với laptop, phản chiếu màn hình từ laptop lên TV rất là dễ dàng và đơn giản, không có khó khăn gì cả. Đấy, một trong những cái mã hàng được bán nhiều trong năm 2020, TU8500
đầy đủ hết các cổng kết nối từ HDMI, USB, cổng optical, cổng cắm cáp, cổng mạng có dây internet đấy, không có thiếu cái cổng nào cả. Cái khe tản nhiệt ở phía sau rất là lớn, giúp cho quá trình TV sử dụng nó tản nhiệt đều, tản nhiệt được và không bị nóng. Tuổi thọ nó sẽ tăng lên đáng kể. Cái mã hàng em quay nhiều và khá là lâu là 43TU8500 để các bác theo dõi. Tiếp theo, cuối cùng là con 43TU43X8500H của Sony. Em sẽ phục vụ các bác. Mã hàng cuối cùng em quay đó chính là 43X8500H của Sony, để các bác xem ở trong cái top 3 chiếc TV 43 inch đáng mua nhất trên thị trường hiện tại. Đây là cái mẫu TV có cái độ phân giải 4K, cũng như là dòng TV có cấu hình khủng mạnh nhất của Sony trong năm 2020. 43X8500H thì có giá đắt hơn so với cả hai con ở vị trí số 1 và số 2 rất là nhiều. Con này thì giá trừ hết quà thì còn khoảng 13 triệu 690 nghìn, khoảng 13 triệu 700, đắt hơn đến 3 triệu so với cả TU8500 ở số 2 và UL74 ở số 1. Tuy nhiên thì đắt thì nó có rất là nhiều những cái lý do, những cái gạch đầu dòng sau đây mà tại sao nó đắt hơn. 43X8500H thì sở hữu thiết kế nó là viền kim loại. Đây các bạn nhìn này, viền kim loại bao quanh, khác biệt hơn so với cả viền nhựa ở trên TU8500 và viền nhựa ở trên UL7400 của LG ở số 1 và số 2 mà em vừa quay. Thứ hai thì con này nó có con chip xử lý hình ảnh vượt trội độc quyền của Sony, đó là chip X14K HDR. Các bác xem những cái thước phim, những cái đoạn hình ảnh ở trên thằng 43X8500H này thì hình ảnh của Sony được nó tái hiện và thể hiện ở trên màn hình vô cùng xuất sắc và sắc nét. Chất lượng hình ảnh ở trên TV Sony từ xưa đến nay thì nó luôn có cái khác biệt so với cả các cái dòng còn lại ở trên thị trường. Bây giờ thì em sẽ thử một đoạn demo để các bác cùng xem về chất lượng hình ảnh ở trên con 43X8500H này. Mời các bác cùng xem một đoạn video demo trên con 43X8500H. So về cái độ trong trẻo, độ sắc nét với cả TU8500 hoặc là UL74 ở cái vị trí số 1 và số 2 với em vừa quay ấy, thì các bác nhìn cái màu sắc ở trên Sony nó rất là chân thật, không quá sáng như của Samsung trên TU8500 và không quá trầm so với cả LG UL7400. Đó, rất là chân. Con chip X14K HDR này ấy, là con chip độc quyền của Sony. Đấy, nó xử lý hình ảnh cho chất lượng hình ảnh đầu vào trên 43X8500 nó sẽ khác bọt hơn so với cả các dòng khác ở trên thị trường. 43X8500 thì có điều khiển thông minh, nó chạy hệ điều hành Android 9.0 và các bác có thể là tải đến 5.000 ứng dụng. Theo lời khuyên của em, với các bác mà ưa thích và thích tìm tòi về công nghệ, thích khám phá trải nghiệm nhiều các ứng dụng từ xem truyền hình, xem phim, trò chơi game hoặc các ứng dụng phục vụ nhu cầu học tập và làm việc thì Android trên Sony là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất nếu mà các bác muốn lựa chọn một chiếc TV có nhiều cái công nghệ hiện đại. Cái mã hàng của năm 2020 thì nó tích hợp hết đầy đủ những cái công dụng, những cái tính năng được sâu ngay ở phần cài đặt để các bác có thể trải nghiệm kết nối từ điện thoại lên TV như qua tính năng Apple AirPlay và HomeKit. Này các bác nhìn này. Đấy. Mà các năm trước ấy, để có thể trình chiếu được màn hình iPhone lên trên TV Sony thì các bác phải tải ứng dụng AirScreen về. Còn đối với năm 2020 thì nó được sâu ngay ra ở phần cài đặt, dùng đơn giản và rất là dễ dàng. Đấy, con này có thời gian bảo hành năm, màn hình TV thì nhập khẩu của Indo, có điều khiển thông minh, có trợ ảo Google, có Bluetooth đầy đủ hết. Sở hữu cái giao diện Android 9 này thì năm nay 2021 thì TV Sony sẽ có một số thay đổi. Đấy, nó sẽ có giao diện của Google TV. Đấy, khi mà về hàng các dòng TV của năm 2021 của Sony đấy, thì em sẽ quay để review các bác cùng xem. Đấy, rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng nhấn đăng ký để theo dõi các clip em quay các bác nhé. Cảm ơn các bác.